viện Cảnh sát Nhân dân. Hãy cùng hô to khẩu hiệu của chúng ta nào. Học viện Cảnh sát Nhân dân, giữ gìn biên cương, chiến thắng. Trước giờ sinh viên cảnh sát thì đều nổi tiếng là bắn súng giỏi, sợ võ thuật. Nhưng mà ngoài ra thì bọn em muốn thể hiện là sinh viên cảnh sát có thể nhảy, có thể hát, có thể diễn xuất. Ba, hai, một, bắt đầu. FV Học viện Cảnh sát Nhân dân tập hợp. Đánh võ không bởi người khen, nhằm để bảo vệ luyện rèn bản thân. Hàng ngày xung tấn vài lần và tôn vài lượt chẳng ngần ngại chi. Thao trường vất vả đừng quên, rèn luyện sức vóc tạo nên con người. Vượt qua mưa nắng vẫn tươi, làm nên bản lĩnh của người công an. Học viện Cảnh sát Nhân dân, anh hùng. Tôi thực sự rất là bất ngờ khi nhìn thấy cái hình ảnh của một bạn nữ sinh viên của Học viện Cảnh sát. Bạn đứng ở vị trí cao nhất. Tôi rất thích cái việc mà các bạn đã tôn vinh hình ảnh của một nữ cảnh sát ở trong cái màn chào sân của các bạn. Đấy là lý do mà vì sao tôi sẽ dành một trái tim cho các bạn. Bọn em có hai lần xáo trộn lớn, xáo trộn về nhân sự và xáo trộn về kịch bản. Ngay tối hôm qua thôi thì đến 3 giờ sáng bọn em mới gọi là hoàn chỉnh xong một phương án mới. Có chất riêng. Nếu như mà cứ khăng khăng giữ cái môi trường như thế thì họ lấy cái gì để ăn? Họ cãi nhau cũng không phải là vì cá nhân họ mà họ cãi nhau vì cái người dân sống ở đảo. Trả lời của Học viện Cảnh sát Nhân dân là ngã ba Đồng Lộc. Đây là nơi chứng kiến những năm tháng rực rỡ nhất của những nữ thanh niên xung phong. Có rất nhiều lựa chọn trong cuộc sống. Tuy vậy, khi tổ quốc cần, những nữ thanh niên xung phong luôn sẵn sàng. Tuổi trẻ đẹp nhất là tuổi trẻ dùng để cống hiến cho tổ quốc. Xin cảm ơn. 129.